Cảm ơn Chúa cho buổi sáng ngày hôm nay. Lời của Ngài xin lời của Chúa, Ngài ban sự sống cho chúng con. Nhờ lời Đức Thánh Linh của Chúa, trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Dân số ký chương 2. Đoạn này nói về trại quân của Israel, về sự mà dân Israel đóng trại, mang lệnh đóng trại chỉnh tề xung quanh đền tạm. Câu 1 và câu 2. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng dân Israel mỗi người phải đóng trại gần bên ngọn cờ mình, ở dưới bảng hiệu của tông tộc mình, đối ngang nhau vây chung quanh hội mạc. Mọi người dân Israel sẽ cắm trại theo ngọn cờ riêng của mình. Israel đã tham gia vào cuộc hành trình xuất hành này hơn một năm và đã tập hợp theo bất kỳ cách nào họ muốn. Nhưng bây giờ đã sẵn sàng để tiến vào miền đất hứa, họ phải thực hiện bước tiếp theo trong tổ chức trật tự quy củ của chính họ. Họ sẽ cắm trại cách lều gặp gỡ một khoảng cách. Trung tâm của trật tự này là chính đền tạm. Các chi phái sẽ tự sắp xếp theo hướng đông, hướng nam, hướng tây, hướng bắc liên quan đến đền tạm. Vì đền tạm là sự hiện diện của Đức Chúa Trời với họ một cách tượng trưng. Điều này có nghĩa là mọi trật tự trong Israel bắt đầu tập trung vào chính Đức Chúa Trời. Đó là khởi điểm. Các chi phái đóng trại ở phía đông của đền tạm, câu 3 đến câu 9. Trại quân Judah sẽ đóng tại hướng đông, về phía mặt trời mọc, với ngọn cờ và những đội ngũ của mình. Quan trưởng của người Judah là Nahason, con trai của Aminadab, và quân đội người cứ theo kê sổ, cộng 74.600 người. Chi phái Issachar phải đóng trại bên Judah, quan trưởng của người Issachar là Nathanael, con trai Sua, và quân đội người cứ theo kê sổ, cộng 54.400 người. Kể đến chi phái Sabulon, quan trưởng của người Sabulon là Eliab, con trai của Helon, và quân đội người cứ theo kê sổ, cộng 57.400 người. Vậy, các người đã kê sổ theo trại quân Judah, từng đội ngũ, cộng 186.400 người, họ phải đi tiên phong. Trại quân Judah sẽ đóng tại hướng đông, về phía mặt trời mọc, với ngọn cờ và những đội ngũ của mình. Judah đứng đầu và gần đền tạm nhất. Các chi phái Issachar và Sabulon theo thứ tự sau Judah. Các chi phái này sẽ tự xếp đặt theo ngọn cờ hoặc là biểu ngữ, cờ hiệu của Judah, và biểu tượng của Judah được cho là sư tử. Và Nahason, con trai của Aminadab, sẽ là thủ lĩnh của con cái Judah. Đức Chúa Trời đã công nhận một người được gọi là thủ lĩnh đặc biệt cho chi phái Judah và cho các chi phái khác theo sau. Trật tự và tổ chức mà Đức Chúa Trời kêu gọi Israel đòi hỏi sự lãnh đạo, với những nhà lãnh đạo vừa được Đức Chúa Trời công nhận vừa được dân chúng tôn trọng. 186.400. Tổng số binh lính hiện có của các chi phái phía đông là 186.400. Họ phải đi tiên phong, đã có lệnh đóng quân và hành quân cho các chi phái. Họ phải di chuyển như một đội quân có trật tự, không phải như một đám đông lộn xộn. Các chi phái đóng trại ở phía nam đền tạm, câu 10 đến câu 16. Ngọn cờ của trại quân Ruben và những đội ngũ của mình phải đóng về hướng nam. Quan trưởng của người Ruben là Elisu, con trai của Sedeu, và đội quân người cứ theo kê sổ, cộng 46.500 người. Chi phái Simeon phải đóng trại bên Ruben. Quan trưởng của người Simeon là Selumien, con trai của Surihadai, và quân đội người cứ theo kê sổ, cộng 59.300 người. Kế đến chi phái Gad, quan trưởng của người Gad là Eliasap, con trai của Reuen, và quân đội người cứ theo kê sổ, cộng 45.650 người. Vậy, các người đã kê sổ theo trại quân Ruben, từng đội ngũ cộng 151.450 người, họ phải đi thứ nhì. Ngọn cờ của trại quân Ruben và những đội ngũ mình phải đóng về hướng nam. Ở phía nam của đền tạm, Ruben là chi phái đầu tiên và nằm gần đền tạm nhất. Sau đó các chi phái của Simeon và Gad theo thứ tự, các chi phái tự sắp xếp theo ngọn cờ của Ruben, biểu tượng của người được cho là con người. 151.450 người, tổng số binh sĩ hiện có của các chi phái phía nam. Các chi phái ở giữa với đền tạm thì đó là chi phái Levi, câu 17. Sau ấy hội mạc sẽ đi với trại quân Levi ở giữa các trại quân khác. Trại quân Levi sẽ đi theo thứ tự như đã đóng, mỗi người theo hàng ngũ và theo ngọn cờ mình. Với trại của người Lê-vi ở giữa các trại, chi phái thầy tế lễ ở giữa trại gần đền tạm nhất và được bao quanh bởi các chi phái khác. Vì vậy, họ sẽ di chuyển ra tất cả mọi người ở vị trí theo ngọn cờ của họ. Rõ ràng, đây không chỉ là cách Israel làm trại của họ, mà còn là cách họ sắp xếp cuộc hành quân của mình. Việc chiếm Canaan sẽ không được thực hiện bởi một đám đông, mà bởi một nhóm có tổ chức và trật tự. Các chi phái đóng trại ở phía tây đền tạm, câu 18-24.
Đến ngày mùng 1 tháng 2, truyền nhóm cả hội chúng cứ kể tên từng người từ 20 tuổi sắp lên mà nhập sổ theo họ hàng và tông tộc của họ. Vậy Môi-se kê sổ chúng nó tại đồng vắng Sinai, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn, con cháu Ruben là trưởng nam của Israel, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên của hết thảy nam đinh từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Ruben đi ra trận được, số là 46.500. Con cháu Simeon, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên của hết thảy nam đinh từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Simeon đi ra trận được, số là 59.300. Con cháu Gad, dòng dõi họ hàng tùy theo tông tộc mình, cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Gad đi ra trận được. Ở phía tây sẽ là ngọn cờ của các lực lượng Ephraim theo quân đội của họ. Ephraim là người đầu tiên và gần nhất với đền tạm ở phía tây. Theo sau, chi phái Ephraim là chi phái Manasseh và Benjamin. Các chi phái tự đặt hàng theo ngọn cờ của Ephraim, biểu tượng được cho là một con bê, 108.100. Họ sẽ là người thứ ba mà nhổ trại, là đội hình thứ ba ấy, mà khi mà họ nhổ trại, khi mà xuất ra đi, đấy, tổng số người, binh lính của họ hiện có là 108.100. Các chi phái đóng trại ở phía bắc đền tạm. Ngọn cờ của trại quân Dan và những quân đội của họ phải đóng về hướng bắc. Quan trưởng của người Dan là Ahi-ese, con trai của Amisadai, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 62.700 người. Chi phái Ase phải đóng trại bên Dan. Quan trưởng của người Ase là Phagien, con trai của Okran, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 41.500 người. Kế đến, chi phái Neptali, quan trưởng của người Neptali là Ahira, con trai của Enan, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 53.400 người. Vậy các người đã kê sổ theo trại quân Dan cộng 157.600 người, họ theo ngọn cờ mình phải đi hậu binh. Ngọn cờ của trại quân Dan và những quân đội họ phải đóng về hướng bắc. Dan là người đầu tiên và gần nhất với đền tạm ở phía bắc. Theo sau chi phái Dan là các chi phái Ase và Naphtali. Các chi phái tự đặt hàng ngũ theo ngọn cờ của Dan, biểu tượng được cho là một con đại bàng. Tất cả những người được đánh số trong các lực lượng, trong đội hình mà Dan dẫn đầu ấy, thì là 157.600 người. Tóm tắt các trật tự của dân Israel ở xung quanh đền tạm, câu 32-34. Về hầu tự của Joseph là con cháu Ephraim, dòng dõi tùy theo họ hàng và tông tộc mình cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Ephraim đi ra trận được, số là 40.500. Con cháu Manasseh dòng dõi họ hàng tùy theo tông tộc mình cứ gầy từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là họ mọi người trong chi phái Manasseh đi ra trận được. Đây là những người đã được các tổ phụ đánh số con cái Israel tu bổ lại. Tổng số là 603.550 người binh lính hiện có được lệnh là đóng xung quanh đền tạm. Con số này không có người Levi ở trong đó. Vì vậy, họ cắm trại theo ngọn cờ của họ. Mỗi nhóm chi phái được sắp xếp theo ngọn cờ của các chi phái và họ nhổ trại và hành quân theo thứ tự đó. Nhưng quan sát về điều này, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của trật tự. Trước khi dân Israel có thể chiếm đất hứa, Ngài yêu cầu họ cũng phải thứ tự trật tự ở trong hàng ngũ. Nó không chỉ hiệu quả hơn và hữu ích hơn mà còn giống Chúa hơn, được sắp xếp và có tổ chức. Có một giới hạn cho những gì chúng ta có thể có và những gì chúng ta có thể làm cho Chúa mà không có trật tự và tổ chức. Không phải trật tự và tổ chức là những yêu cầu để tiến bộ trong đời sống của cơ đốc nhân. Nhưng khi cơ đốc nhân tiến bộ bước đi ở trong Chúa thì trở nên giống Chúa hơn và cái trật tự và tổ chức nó theo sau. Không có gì được hoàn thành ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời mà không có trật tự và tổ chức. Mặc dầu điều đó có vẻ như vậy đối với chúng ta nhưng đó chỉ là một ảo ảnh hay là đằng sau hậu trường. Chúa đang đi cùng với trật tự và tổ chức tối đa, dù chúng ta có thể không nhìn thấy nó. Đức Chúa Trời sắp đặt mọi sự theo sự khôn ngoan của Ngài, không phải của chúng ta, ở trong sự sắp xếp của các chi phái. Ngài không đặt các chi phái lớn nhất gần đền tạm, như thể lớn hơn bao giờ cũng tốt hơn. Ephraim, chi phái gần nhất về phía Tây, là chi phái nhỏ thứ ba. Ngài cũng không đặt tất cả những chi phái lớn ở chu vi bên ngoài để bảo vệ bề rộng. Benjamin là chi phái nhỏ thứ hai, thì ở chu vi bên ngoài. Đức Chúa Trời luôn luôn có trật tự và tổ chức nhưng nó có thể không có ý nghĩa đối với chúng ta. Sự phản kháng của chúng ta đối với trật tự và tổ chức của Đức Chúa Trời hầu như luôn luôn là phản ứng phụ của sự ích kỷ của tính xác thịt. Muốn làm mọi việc theo cách của mình thay vì của Chúa. Đối với tư duy nô lệ thì điều đó thật đơn giản. Nô lệ luôn được yêu cầu phải làm gì và nô lệ thì không cần biết đến tổ chức đến trật tự. Bởi vì có chủ lo cho rồi. Nhưng những người tự do thì phải được huấn luyện, phải được dạy dỗ về trật tự và về tổ chức và về sự vâng theo những cái đó.
Mọi thứ đã được đặt ở trong mối quan hệ với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đó là biểu tượng của nền tảng. Đức Chúa Trời có thể đã mô tả vị trí của chi phái Giuđa trong mối quan hệ với chi phái Đan, nhưng Ngài đã không làm như vậy. Mà cái điểm tham chiếu cuối cùng ấy thì trung tâm luôn chính là Chúa. Thật khó để đánh giá thấp những rắc rối mà con người gặp phải trong bước đường đi theo Chúa, bởi vì họ xác định vị trí và đo lường bản thân bằng cách đi so sánh với những người khác mà không biết được rằng Chúa mới chính là trung tâm, mới là trọng tâm, mới là điểm tham chiếu của chúng ta, mới là điểm mà chúng ta đối chiếu chứ không phải là người khác. Các chi phái Israel đóng trại xung quanh bốn ngọn cờ, tức là bốn biểu ngữ, được cho là sư tử, con người, bê hay là bò và đại bàng. Chúng ta tìm thấy bốn con sinh vật giống nhau bao quanh ngai vàng của Đức Chúa Trời ở trong sách Khải Huyền, Khải Huyền chương 4 câu 7. Con sinh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba như mặt người và con thứ tư như chim đại bàng đang bay. Theo truyền thống của những rabbi người Do Thái, ngọn cờ của Giuđa mang hình sư tử, ngọn cờ của Ruben mang hình mặt người, ngọn cờ của Ephraim mang hình con bò và ngọn cờ của Dan thì mang hình đại bàng. Truy dẫn của Kai Delitz. Mạng lệnh của Đức Chúa Trời không bao giờ là độc đoán hoặc chỉ được tạo ra theo ý thích, đó là theo khuôn mẫu trên trời của Ngài. Chúng ta phải luôn chấp nhận mạng lệnh và tổ chức của Đức Chúa Trời, ngay cả khi chúng ta không hiểu nó. Cảm ơn Chúa, đây là trong bài học trong Dân Số Ký chương 2. Chúng ta thấy có tổ chức hơn nửa triệu người, hơn nửa triệu binh lính. Nhưng mà nếu tính ra thì là 2 triệu đến 2 triệu rưỡi người. Nếu tính ra cả gia đình, tính là mức thấp nhất đấy nhá, mức gia đình thấp nhất đấy, thì là con số như đó. Và thấy đội quân của Chúa, quân đội của Chúa hình thành. Chúng ta nhớ là trong xuất Ai Cập ký, Chúa nói Ngài đưa quân đội Ngài ra khỏi giữa Ai Cập, thì trong đó là đoàn quân, đoàn dân đi chưa có tổ chức mà Ngài gọi là quân đội. Thì ở đây ấy, đây là quân đội, mà đây là khoảng hơn một năm sau, thì Chúa đã dạy họ, đưa họ vào trong tổ chức như thế nào, vào trong tổ chức. Và những ngọn cờ hay là những đội quân này, đó là chính là những nhóm tế bào, là những nhóm nhỏ ngoài những gia đình ra ấy. Nhóm gia đình ra thì có là những nhóm tế bào, cho nên con cái Chúa chúng ta cần đi vào trong những cái nhóm nhỏ, hoạt động trong những nhóm tế bào.